Bác sĩ à, miễn sao nó được khỏe mạnh, còn như thế nào thì cũng được. Bà có biết tại sao mà cô ấy không muốn phẫu thuật hay không? Tôi cũng không biết nữa. Lâu rồi, hai má con tôi lạc nhau. Có thể nó thấy nhan sắc như là tai họa. Cô thấy trong người mình như thế nào? Cô đã chuẩn bị tinh thần tốt chứ? Dạ. Từ hôm nay cô phải làm quen với khuôn mặt mới của mình đó. Không sao, tôi biết trước rồi. Vậy tôi sẽ tháo mặt cô. Cô có muốn nhìn gương mặt của mình một chút không? Đệ tử tôi đưa cho con yêu. Em biết yêu anh là đời sóng gió, em biết yêu anh là đời bão tố. Tim em sao vẫn cứ thầm mong thiết tha, dù anh xa cách lạnh lùng rời xa, mãi xa nhau dù lòng buốt nhói. Em viết cô đơn thành lời muốn nói, đêm đêm dòng nước mắt lẻ loi, biết yêu là thêm đớn đau từng ngày. Giọt đắng tim em nhận lời, dù vẫn yêu anh bồi hồi. Đây với con đi. Đời như ngọn gió đưa ta về cõi xa. Chuyện gì vậy con? Con muốn má ngồi đây với con. Dòng sông lặng lẽ. Má hiểu tâm trạng của con, nhưng nhìn con như vậy má không chịu nổi. Má xin con nghe má một lần này đi. Má sẽ đưa con ra nước ngoài để phẫu thuật. Nếu má hiểu tâm trạng của con thì xin má hãy tôn trọng quyết định của con. Con muốn làm lại từ đầu bằng gương mặt này. Chia xa nỗi đau. Con chỉ xin má một điều thôi. Con nói đi. Con muốn gì má cũng chịu. Mình bán ngôi nhà này đi mà. Con muốn đến một nơi khác để sống. Tại sao lại phải chuyển đi nơi khác? Bây giờ đâu có ai làm phiền má con mình đâu. Còn bàn thờ của ba con nữa. Không được đâu con ơi. Ở nơi khác mình vẫn thờ ba được mà. Con tin ba sẽ đồng ý với quyết định của con. Con muốn đến một nơi khác, một nơi mà không ai biết con là ai.